attimo.
Thank you.
Ok, mình đây. Chán quá. Đi ra gọi âm chén anh ạ. Con biết được đâu. Khóa mới mẹ mang ra ngoài kia mà. Thế ai biết được. Rồi. Mất cái khóa. Xem điện hết điện rồi. Đó. Con đi khắp nơi. Vâng, ok, mà đẹp ít chủ. Vâng, ok, ít chủ. Mẹ phút đâu đấy? Hết điện rồi, con đi mua khắc các thứ hết rồi. Đi xe ga này không về ấy à. Ok. Con giấu con làm chó. Tao có phần này mới lại giấu hả? Con giấu làm gì? Vâng, ok. Chẳng cần một ai nữa. Kỳ ơi, dư thừa một mình đứng khóc dưới mưa. Lén cơn đau vào từng hơi thở. Giờ thì mình đang nhung. Cổ trang mẹ giặt vừa vừa thôi, chả có mà đeo gì. Thế là được bộ âm chén sạch kìa. Vâng. Vâng. Con vâng. Con vâng mà. Cái chuyện đâu nhà luôn mà thôi kệ bố. Có
Dạ, cái dép. Làm đất bị đất này. Được một cái ghép sạch sẽ. Nguyên bản dép này. Trời mưa, trời gió, mưa bận quá anh ạ.
nguyên một đống đất. Dạ sạch ạ. Đây sạch cũng phải đi hót bỏ đúng đất á. Xong mình rửa móng tay mình bằng quất. Nếu móng tay có đất thì nuôi được ạ. Một hót rác đất dính ở dép qua chất trời. Ồ, nhão là như cứ chảo ấy. Anh em xoa à. Như cứ chảo. Mình xả nước. Chắc chắn luôn nha. Thông ạ.
xem nào sẽ hiện lên này. Quên mất chịu. Xem nào, lại không có mặt hình này. Xem nào, chẳng thấy mặt đầu gì. Xem nào. Cơm nguội tập 200.
nhiều trong gây bạn những phố đẹp.